Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anti Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố Rồng nha. Một nhân vật đặc biệt ngày hôm nay mình muốn review cho các bạn xem sẽ là thành viên AMB thuộc dòng Kamas nha các bạn. Đây, nhân vật này thì các bạn biết rồi đó. À, bé này cần phải có 250 mảnh thì các bạn mới summon được một con nha. À, không giống như những cái thành viên Kamas khác, các bạn chỉ tốn tới khoảng 200 mảnh thôi. Nhưng đặc biệt, con này là 250 mảnh nha mọi người. Ở đây thì bé này sẽ có là 4 chiêu. Chiêu đầu tiên sẽ là dấu ấn rồng xanh, thứ hai sẽ là tuyệt chiêu mặt trăng, thứ ba mặt trời, và chiêu cuối cùng của anh em mình sẽ là tuyệt chiêu lá nha. Sở hữu cho mình hai cái skin thôi, một là skin baby và hai là skin khổng lồ ha. Đây, skin to nhất của bé luôn. Ở đây thì anh em mình sẽ thấy là ui chà, rồi thông số khá là ổn ha. Tốc độ của anh em mình hiện tại đang là bao nhiêu đây? Ui chà, maximum rồi. Rồi bây giờ thì mời các bạn hướng mắt về sân khấu luôn, và hắn tôi có nhận mở cái gói VIP trong game nha mọi người. Anh em nào đang cần mở những cái gói trong game thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nha. Mình nhận mở và cái giá trong game kèm thêm một ít phí nữa ha. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo nhà phát hành ban nick là sẽ khóa nick của các bạn nha. Kèm theo đó thì mình cũng có bán những cái nick Dragon City khá là xịn sò cho anh em luôn. À, cũng gần Tết rồi, anh em nào muốn mua những cái nick xịn về để chơi game thì các bạn có thể liên hệ mua trực tiếp bên mình ha. Mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình là trang hntchannel.com. À, link thì các bạn cứ việc vào trực tiếp kênh của mình để thấy nha. À, còn bây giờ thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook, và link Facebook có thể bên dưới phần mô tả của video luôn nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là hiện tại thì còn có một cái event thôi. Event này thì anh em mình sẽ phải đi đây, thu hoạch nhẹ cái. Rồi, được một khúc điểm ha. Ở đây mình đã được 1856 điểm rồi đây các bạn ơi, và anh em mình có thể di chuyển để kiếm thêm event này chắc cũng khá là ngon này ha. Wow, 200 điểm mỗi bước đi luôn, hơi thốn nha. Rồi và còn 11 tiếng. Ây cha, còn 1 tiếng 54 phút nữa hết event rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau đi giao lưu nhẹ ở cái khu vực arena nha mọi người. Khu này là một trong những khu khá là gắt luôn. À, không biết bé AMB của anh em mình có vào đây được hay không nha. Hôm nay muốn review về bé AMB cho các bạn xem, vì nhiều bạn hỏi hắn thể là cái con AMB này nó có mạnh hay không. Ôi, nhưng mà khu vực này thì nó cấm AMB rồi. Thôi, đành phải vào cái khu vực list để chúng ta trải nghiệm nhẹ sức mạnh của AMB nha. Mời các bạn hướng mắt về sân khấu, và bây giờ anh em mình sẽ cho đây xem sức chịu đựng của AMB như thế nào. Wow, 223.000 các bạn ơi. Ở đây anh em mình đang tăng cho nó là máu nha. À, máu 27% cho nó mạnh mẽ, cũng như là các bạn biết rồi đó. Dòng Karma thì nó còn máu, nó còn khả năng miễn nhiễm sát thương nha. Và ở đây thì anh em mình đang sát thương nhân 2 nữa nè. Ui, AMB thì nó khắc chế được khá là nhiều em nha. Chẳng hạn như là Karma, chẳng hạn như là bá Harris AS này ha, anh em mình vẫn khắc chế được với tuyệt chiêu sát thương nhân 2 nè. Rồi, bây giờ là đến với nhân vật đặc biệt có tên bạn ha. Con này thuộc dòng là L. Wow, lên bạn đếm số. Ôi, nó xài chiêu đặc biệt với mình luôn. Có, bây giờ xây cái giáp ra thì đã muộn màng quá rồi bé ơi. Đây, anh em mình giao lưu nhẹ với một các bạn level là 125 tiếp nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho anh ta channel nha. Chỗ này thì anh em mình sẽ đi càng quét tem bạn bằng AMB. Tới câu chuyện liền. Wow, 105. Ở đây thì một mình gọi là càng quét gọi là thoải mái luôn nha các bạn ơi. Wow, kích hoạt miễn nhiễm sát thương và lượng đam anh em mình hiện tại sẽ được tăng tới gấp đôi nha các bạn. Wow, ổn áp rồi. Bây giờ thì bế nhẹ tem bạn nè. Đó, dòng Karma quấn rất sướng nha các bạn. Chỉ cần kích hoạt miễn nhiễm sát thương là lượng đam tăng gấp đôi liền. Và anh em để ý nha, các bạn cần phải nâng cho nó lên răng tím thì nó sẽ mạnh mẽ hơn nha mọi người. Đây, bế nhẹ một em ha. Và thành viên này thì 4 sao. Ngôi sao đầu tiên của một bé rồng thì các bạn chỉ tốn 120 mảnh thôi nha. Ngôi sao thứ hai thì anh em mình sẽ tốn tầm khoảng là 200 mảnh, và ngôi sao thứ ba thì 320. Ngôi sao thứ tư là 560, và ngôi sao cuối cùng sẽ là 800 nha các bạn. Rồi, giao lưu nhẹ thì bây giờ anh em mình sẽ chuyển sang là
Ô la la, ở đây thì có hai rồi, vô kèo luôn. Ui, mình không có cái con này là nó không cho đánh hả? Rồi rồi, AMP của mình đâu rồi? Đây, bé yêu của mình đây, let's go liền. Wow, cho AMP ra múa lửa này, sát thương ít 2, 2 chiêu luôn. Đó, vì sao mà mình nói con này hơi lợi hại? Ở cái chỗ đó là các bạn thấy nó được khắc chế với khá là nhiều con nha. Ui, kích hoạt mãn nhiễm sát thương và lượng đam anh em mình được ít 2. Đó, quá là êm luôn. Ôi, anh em mình bây giờ là tới vòng này là phải có con rồng mới đánh được ha. Rồi, chúng ta sẽ ra ngoài. Bây giờ mình sẽ đến với cái khu vực arena. Ôi, vàng rồng của mình là các bạn thấy khá là chất lượng rồi đúng không nè. Ở đây thì anh em mình sẽ có là Kalmat. À, sát thương. Ở đây anh em mình tăng sát thương nha. Rồi, đi bát C. À, mình sẽ chơi cái trò đánh lan để ao nhay với tên bạn cho vui ha. Ôi, hơi căng hen. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chiêu đặc biệt của cái bé Titan Macaron nè. Wow, vẫn là đánh lan nha các bạn. Thú vị đấy. Rồi, bây giờ anh em mình chơi luôn cái chiêu đặc biệt của cái bé... Đây, bé voi. Bế thêm một phát nữa, kích hoạt knock out đối thủ. Yeah, 142.000 nha các bạn. Quá ghê gớm luôn. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ khử nhẹ tên bạn mình chưa đánh lan cái nữa đi. Rồi, ở đây thì anh em mình kèo này cũng hơi căng xíu ha. Thôi, chơi Kamat đi. Lắm. Wow. Ôi, mém ngụm củ tỏi các bạn ơi. Ở đây thì anh em mình thêm được một lượt đánh nữa nè. Thành viên tiếp theo sẽ là bé level 70. Ui, sẽ thường được đam ít 2. Không kích hoạt. Ây cha. Trời ơi, cây nhờ. Nó quýnh 2 lần liên tục các bạn à. Mình tưởng nó là kích hoạt được khả năng knock out là coi như tên bạn tới cũng chị với mình rồi. Ai ngờ đó là anh em mình không kích hoạt được. Tầm này thì anh em mình sẽ phải đổi rồng tiếp thôi. Nhân vật lần này sẽ là bé Vodos. Đây. Vàng rồng cũng khá là khủng bố nha mọi người. Anh em mình sẽ đến với lượng đam nhân 2 nè. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với là... Wow. Ổng áp ha. Cái này mình sẽ xem thử coi. Thì chiêu đặc biệt. Ui, đam to quá nhờ. À, bé này thu dòng Ensenai nè các bạn. Con này thì nó có cái kỹ năng khá là thú vị. Đó chính là khi mà ép lượng máu tên bạn xuống một cái mức thấp thì nó sẽ knock out ha. Thêm một phát knock out đối thủ. Nhân vật chùm cuối của tên bạn level là 55. Wow, 176.000 máu ha. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với... Ui, sát thương này nó tăng 413 canh. Quá ghê gớm nha. Đây là chùm cuối của Kalmat rồi các bạn ơi. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với Lừa Rương. Wow, 70 vẫn là 70 ha. Nhân đồng tên bạn lần này là một con hai con Heric, một con Legend. Đây, anh em mình sẽ đi giao lưu nhẹ với đội hình của tên bạn luôn. Ở đây thì mình sẽ đến với là mặt trời. Rồi, bật luôn cái chiêu hút máu cho vui nè. Tính đó là chưa mất máu mà xài chiêu này luôn á nha các bạn. Ôi, con này nó đam gắt thế nhờ. Giờ chuyển sang Kalmat quýnh đi. Ôi, hơi gắt nha. Con này nó đam to quá. Chiêu gì đây, chiêu gì đây? Ấy, chiêu bơm máu.
Rồi, anh đại của tem bạn lại một lần nữa xuất hiện. Ôi, win hai lần liên tục luôn. What? 140.000. Ôi, mình được đam gấp đôi. Đó, vô ngay chiêu hút máu của mình nữa thì mình cũng đâu ngán tem bạn đâu. Sát thương bây giờ là x2 đến với Kamat nè. Hồi hộp mà rung. Ây cha. Rồi bây giờ là victory ha. Trận này vẫn qua cửa ổn nha các bạn. Và không hy sinh bất kỳ em rồng nào ha. Nhìn thấy là cũng hơi rén rồi. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đến với một cái tem. Đây, tem này nhìn thì cũng khá là chất lượng nha. Đầu tiên là phải đi phá giáp trước hả? Rồi, lượng đam bây giờ là one hit luôn nha các bạn. Xem sức mạnh của dòng Kamat nè. Lên bảng đếm nút liền, 455.000. Ui chà, lại một lần nữa kích hoạt khả năng đặc biệt. Cái chú này là muốn ghẹo mình nè. Rồi bây giờ thì giao lưu nhẹ luôn. Xin full. À, tiệt chiêu lần này anh em mình sẽ xài sẽ là tiệt chiêu nguyên thủy. Rồi. Ôi, tặng bạn thêm lực đánh nữa rồi. Và bây giờ trùm cuối của tên bạn. Kèo này hơi căng ha. Wow, bây giờ thì bế hẳn tên bạn luôn. Victory. Ôi, 55, ôi chà, 60, 70. Kèo này thì cũng hơi gắt nhưng mà không sao. Anh em tem mình thì cũng hơi bị hổ báo cho mũ giáo nha. Bây giờ là chơi chiêu đánh lan để phá giáp trước nè. Sau đó thì anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu sát thương nhân 2 của bé Voldot nè. Wow, win hai lần liên tục luôn. Cần căng với nhau vậy không? Bé thời gian này của anh em mình thì khử được bé Voldot nè. Ôi, bây giờ thì chúng ta đang có sát thương nhân 2 đến với thành viên đặc biệt của tem bạn luôn. Ôi, hơi thốn nha. Wow, căng vậy. Máu càng ít thì lượng đam càng to. Victory ha mọi người. Vậy là anh em mình qua được một cái cửa nữa rồi. Ở khu này thì phải nói quýnh rất là đã luôn nha các bạn. Đây anh em mình đã được 33 điểm rồi ha. Trên 50 điểm thì mới nhận thưởng được nha anh em. Ở đây thì ui, lại một lần nữa kích hoạt mỹ nhiễm sát thương. Đó, các bạn thấy cái dòng Kamat nó lợi thế ở cái chỗ đó đó ha. Mỹ nhiễm thêm một lần nữa các bạn à. Rồi rồi, anh em mình không mất bất kỳ giọt máu nào và đam là cực gắt luôn. Bây giờ là chơi chiêu đánh lan cái nữa là đó, bắt xe nhẹ hai con bên trong luôn. Kích hoạt mỹ nhiễm sát thương thêm một lần nữa anh em ơi. Một mình Kamat nó cưng, cái này có thể cưng cả ba luôn á nha. Ui, nữa luôn cờ. Cây nhờ. Rồi, ở đây mình cho một mình Kamat nó cưng cả ba xem coi nổi hay không nha các bạn. Chứ ở đây là mình thấy nó quýnh rất là đã rồi đấy. Mấy nhiễm lần nữa luôn cờ. Ôi, mỹ nhiễm tiếp các bạn à. Quá ghê gớm. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho anh ta channel với nhau mọi người ơi.
quá. Ôi, cay nhờ. Rồi, một mình cân thành viên này là thành viên thứ ba rồi các bạn. Ây cha, không cân nổi ba rồi. Pha này thì bị kẹt ở cái bé này ha. Ok, và anh em ơi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.